Thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2023, tức 15 giờ 30 phút giờ Việt Nam, tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự. Vào tối thứ Tư, sau 7 giờ tối, khi việc kính viếng Đức Cố Giáo Hoàng chấm dứt, di hài của Ngài sẽ được đặt trong quan tài bằng gỗ bách. Theo truyền thống, cùng được đặt trong quan tài là dây pallium, biểu tượng cai quản. Các đồng tiền cắt và mề đay được phát hành trong thời của Đức Cố Giáo Hoàng, và chứng thư, văn bản mô tả ngắn gọn triều Giáo Hoàng của Ngài, được đặt trong một ống kim loại. Đã có hơn 120 hồng y, hơn 400 giám mục và 4.000 linh mục đồng tế. Đã có hơn 600 nhà báo được Vatican công nhận. Chính quyền Roma thông báo đã có hơn 60.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết vì không phải là giáo hoàng đương nhiệm qua đời, nên thánh lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức và các nghi thức sau đó có một số thay đổi. Như trong thánh lễ, lời nguyện dành cho giáo phận Roma và các giáo hội nghi lễ Đông Phương không có. Hiện diện tại thánh lễ an táng, nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha, vua Filippo, hoàng hậu Matilde của Bỉ, tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha, tổng thống Katalin Đôjak của Hungary, bộ truyền thông của tòa thánh, với sự hỗ trợ của hội hiệp sĩ Colombo đang nỗ lực để đảm bảo việc truyền hình trên toàn thế giới thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự thánh lễ an táng. Trong thánh lễ sử dụng các ngôn ngữ tiếng Latin, Italia, Tây Ban Nha, Đức và tiếng Anh. Các bài đọc: bài đọc 1 trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 29 từ câu 16 đến câu 19 được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha. Đáp ca được lấy từ Thánh Vịnh 23 và được hát bằng tiếng Latin. Bài đọc 2 trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 từ câu 3 đến câu 9 được đọc bằng tiếng Anh. Bài tin mừng được công bố bằng tiếng Italia. Tin mừng Thánh Luca chương 23 từ câu 39 đến câu 46. Kính thưa quý thính giả, lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 5 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ an táng cho Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trước đó 30 phút, cộng đoàn đã cùng đọc kinh Mân Côi với Mùa Thương để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bằng những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Và suy tư của Ngài tập trung vào hình ảnh Chúa Kitô, cũng như toàn bộ cuộc đời của Ratzinger đã tập trung vào Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba thái độ của một con tim dâng hiến được huấn luyện theo cách của Chúa Giêsu: sự dâng hiến với lòng biết ơn, sự dâng hiến trong tâm tình kinh nguyện, và sự dâng hiến được nâng đỡ bởi ơn an ủi của Chúa Thánh Thần. Kính mời quý vị theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Đó là những lời cuối cùng Chúa đã nói trên thánh giá. Có thể nói, lời thì thào cuối cùng của Người đã tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Người. Một sự trao phó liên lỉ trong tay Cha. Bàn tay tha thứ và cảm thương, chữa lành và thương xót, bàn tay sức dầu và chúc lành đã thúc đẩy Người cũng trao nộp chính mình vào tay anh em mình.
Chúa mở lòng đón nhận những câu chuyện người gặp trên đường, đã để cho mình được uốn nắn theo thánh ý Thiên Chúa khi gánh lấy mọi hệ quả và khó khăn của tin mừng, đến độ cho thấy đôi tay của mình bị thương tích vì yêu. Hãy nhìn xem tay thầy, người nói như thế với ông Tô-ma, và người cũng nói điều đó với mỗi người chúng ta. Đôi bàn tay thương tích dang rộng và không ngừng trao ban, để chúng ta nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và tin vào tình yêu đó. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Đây là lời mời gọi và chương trình sống mà người âm thầm khơi dậy nơi chúng ta. Giống như người mục tử, người muốn uốn nắn trái tim của mục tử cho đến khi họ có được những tâm tình như Chúa Giêsu Kitô. Sự hiến dâng với lòng biết ơn trong việc phục vụ Chúa và dân người phát sinh từ việc đón nhận một món quà hoàn toàn nhưng không. Con thuộc về ta, con thuộc về họ, Chúa thì thầm như thế. Con đang ở dưới sự bảo vệ của bàn tay ta, dưới sự bảo vệ của trái tim ta. Hãy ở lại trong bàn tay của ta và trao cho ta bàn tay của con. Đây là sự hạ mình và gần gũi của Thiên Chúa, đấng sẵn sàng đặt mình vào bàn tay mỏng giòn của các môn đệ để nuôi dưỡng dân người và nói với họ: anh em hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Này là mình thầy hiến dâng vì anh em. Sự dâng hiến trong tâm tình kinh nguyện được hình thành và tinh luyện cách âm thầm giữa trăm chiều thử thách mà người mục tử phải đối diện, và lời mời gọi tín thác để chăm sóc đoàn chiên. Giống như thầy, người mục tử mang trên vai sức nặng của việc chuyển cầu và sự hao mòn của việc sức dầu cho dân của người, nhất là ở những nơi mà lòng tốt phải đấu tranh để vượt thắng, và những nơi phẩm giá của anh chị em chúng ta bị đe dọa. Trong việc chuyển cầu này, Chúa âm thầm ban cho tinh thần nhu mì giúp hiểu biết, chào đón, hy vọng và mạo hiểm vượt lên trên những hiểu lầm có thể xảy ra. Đây là nguồn gốc của những hoa trái vô hình và không thể hiểu, phát sinh từ việc biết mình đã đặt niềm tin vào ai. Một sự tin tưởng cầu nguyện và tôn thờ có khả năng giải thích các hành động của người mục tử và làm cho trái tim và các quyết định của Ngài tương hợp với những thời khắc của Thiên Chúa. Chăn dắt đoàn chiên có nghĩa là yêu thương, và yêu thương cũng có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là trao ban cho đoàn chiên sự tốt lành đích thực, là lương thực về chân lý của Thiên Chúa, lương thực về lời Chúa, lương thực về sự hiện diện của Người. Sự dâng hiến được nâng đỡ bởi sự an ủi của Chúa Thánh Thần, đấng luôn đi trước Ngài trong sứ vụ, bằng sự cố gắng hết mình để thông truyền vẻ đẹp và niềm vui của tin mừng, bằng chứng tá phong nhiêu của những người như mẹ Maria ở lại dưới chân thánh giá bằng nhiều cách khác nhau, ở lại trong sự bình an đau đớn nhưng mạnh mẽ đó, mà không phẫn nộ cũng không quỳ lụy, và trong niềm hy vọng gan lì nhưng kiên nhẫn rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người, như Người đã hứa với tổ phụ chúng ta và với con cháu của Người đến muôn đời. Chúng ta cũng vậy, được gắn chặt với những lời cuối cùng của Chúa và với chứng tá đánh dấu cuộc đời của Người. Chúng ta muốn, với tư cách là một cộng đoàn giáo hội, theo chân Người và phó thác người anh em của chúng ta trong vòng tay Chúa Cha. Ước gì bàn tay thương xót của Ngài cầm lấy ngọn đèn cháy sáng bằng dầu tin mừng mà Ngài đã gieo rắc và làm chứng trong suốt cuộc đời. Thánh Gregorio cả, ở cuối quy tắc mục vụ đã thúc giục một người bạn giúp Ngài việc đồng hành thiêng liêng này. Giữa những giông tố của cuộc đời, xin cho tôi được an ủi khi tin rằng bạn sẽ giữ tôi trên bàn cầu nguyện của bạn. Và nếu gánh nặng lỗi lầm của tôi quật ngã và làm nhục tôi, bạn sẽ giúp tôi bằng công đức của bạn để nâng tôi dậy. Vị mục tử ý thức rằng Ngài không thể gánh vác một mình điều mà thực tế là Ngài không bao giờ có thể gánh vác một mình. Và do đó, Ngài biết phó thác cho lời cầu nguyện và sự chăm sóc những người được ủy thác cho Ngài. Chính nhân trung thành của Thiên Chúa quy tụ cùng nhau, đồng hành và phó dâng sự sống của Người đã từng là mục tử của họ. Giống như những phụ nữ bên ngôi mộ trong tin mừng, chúng ta ở đây với dầu thơm của lòng biết ơn và dầu hy vọng để một lần nữa bày tỏ với Ngài về một tình yêu không hề mất, rằng chúng ta muốn làm điều này cùng với sự sức dầu, sự khôn ngoan, dịu dàng và tận tụy mà Ngài đã trao ban cho chúng ta trong nhiều năm qua. Chúng ta muốn cùng nhau thưa: Lạy Cha,
chúng con xin phó thác linh hồn của Ngài trong tay cha. Thưa Đức Biển Đức, người bạn trung thành của chàng rể, ước gì niềm vui của Ngài được trọn vẹn khi nghe tiếng của chàng rể, bây giờ và mãi mãi. Sau thánh lễ an táng là nghi thức tiễn biệt, sau đó linh cữu của Đức Cố Giáo Hoàng được đưa xuống hầm mộ các giáo hoàng bên dưới đền thờ Thánh Phêrô. Thưa quý vị đang theo dõi, sau nghi thức tiễn biệt, linh cữu của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được đưa xuống hầm mộ các giáo hoàng bên dưới đền thờ Thánh Phêrô, cách mộ Thánh Phêrô 30 mét. Tại đây, quan tài bằng gỗ bách được đặt trong hầm bằng kẽm, rồi lại được đặt trong một quan tài bằng gỗ và được chôn cất. Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ được yên nghỉ trong phần mộ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước khi được phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Quod cum fide regni
Kính thưa quý vị đang theo dõi, sau nghi thức tiễn biệt, linh cữu của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được đưa xuống hầm mộ các giáo hoàng bên dưới đền thờ Thánh Phêrô, cách mộ Thánh Phêrô 30 mét. Tại đây, quan tài bằng gỗ bách được đặt trong hầm bằng kẽm, rồi lại được đặt trong một quan tài bằng gỗ và được chôn cất. Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ được yên nghỉ trong phần mộ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trước khi được phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011.